Thưa quý vị, chiều ngày mùng 8 tháng 4, công an thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết là đã giải cứu thành công hai cháu bé mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Vào chiều ngày 6 tháng 4 năm 2024, công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi, trú phường Tân Hưng, quận 7 về việc bị thất lạc hai con ruột 7 tuổi và 3 tuổi tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ tối ngày 3 tháng 4. Nhận được tin báo bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các tổ công tác đã nhanh chóng xác minh thông tin, ra dựng quá trình di chuyển, tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan. Qua đó xác định, khoảng 20 giờ 30 ngày 3 tháng 4 năm 2024, có một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ hai đứa trẻ đi theo, sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về chung cư Sài Gòn Bên, phường 22, quận Bình Thạnh. Khẩn trương truy xét, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003, cư trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đang khống chế hai cháu bé tại căn hộ 10.05 Tháp Ruby. Ngay lập tức, hai cháu bé được giải cứu an toàn, khỏe mạnh.